từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập. Hồi ký, tác giả Hoàng Đan, giọng đọc Hải Yến, số 2. Tham gia kháng chiến chống Pháp, những trận đánh đầu tiên. Trong tháng 12 năm 1946, tiểu đoàn tôi vẫn tiếp tục huấn luyện. Những thông tin về kháng chiến toàn quốc chúng tôi biết rất chậm. Ở Đông Hà cũng như ở Quảng Trị không có quân đội Pháp. Chúng tôi được biết tiểu đoàn 13 có nhiệm vụ đánh địch từ Lao Bảo về Cam Lộ, tiểu đoàn 14 đánh địch từ Huế ra thị xã Quảng Trị. Riêng tiểu đoàn tôi có nhiệm vụ đánh địch từ Đông Hà ra đến Vĩnh Linh. Nhiệm vụ trước mắt của tiểu đoàn là đào công sự phòng thủ Đông Hà và triệt phá thị xã Đông Hà. Tiểu đoàn phân công đại đội 2 phòng thủ đường 9 phía tây thị xã, đại đội 3 phòng thủ đường 1 phía nam thị xã. Đại đội 1 và khẩu đại liên là lực lượng dự bị đóng ngay trong thị xã. Cùng thời gian này, tiểu đoàn từ trung đoàn quân tiếp phòng chuyển thuộc trung đoàn 95 lấy tên mới là tiểu đoàn 15. Đồng chí Thìa, một đảng viên của tỉnh Quảng Trị, được điều động vào quân đội đến làm chính trị viên đại đội 2 thay tôi. Tôi trở lại làm trung đội trưởng. Trên ban chỉ huy trung đoàn cũng có sự thay đổi. Đồng chí Hoàng Việt, một cán bộ cũ của giải phóng quân, về làm trung đoàn trưởng thay đồng chí Tùng ra quân khu nhận công tác mới. Chính trị ủy viên là đồng chí Lê Trưởng. Cuối tháng 12 năm 1946 và đầu tháng 1 năm 1947, Quảng Trị vẫn chưa bước vào chiến đấu. Giữa tháng 1 năm 1947, địch bắt đầu từ Lào đánh theo đường số 9 để tiến về chiếm Đông Hà, và một cánh quân nữa từ Huế theo đường 1 tiến ra đánh chiếm thị xã Quảng Trị. Đến đây, tôi xin đi trước thời gian một ít. Chủ trương tác chiến của Trung đoàn 95 thời kỳ đầu chiến tranh rất đúng đắn. Đánh giá tình hình ta, địch đầu năm 1947, Trung đoàn chủ trương sau khi địch vượt qua đại đội nào, tiểu đoàn nào, thì đại đội đó, tiểu đoàn đó rút ra bên sườn lập căn cứ, lập chiến khu để tiến công liên tục vào cạnh sườn sau lưng địch, lấy đánh du kích làm chính. Khi có điều kiện chắc thắng, có thể đánh vận động ở quy mô đại đội, tiểu đoàn để tiêu diệt gọn một đơn vị nhất định. Nhờ chủ trương đúng đắn đó nên bộ đội Quảng Trị ít bị tổn thất. Lúc địch đánh chiếm được Quảng Trị, ngay từ đầu ta đã xây dựng được các chiến khu làm căn cứ để duy trì hoạt động lâu dài trong vùng địch chiếm. Tiểu đoàn 13 vẫn đứng vững trên đường số 9 làm chủ hoàn toàn vùng rừng núi hai bên đường. Địch chỉ có một số cứ điểm trên đường. Tiểu đoàn 14 lập căn cứ ở vùng đồng bằng Triệu Phong, Hải Lăng với chiến khu Chợ Cạn nổi tiếng. Tiểu đoàn 15 có chiến khu Thủy Ba. Trung đoàn có chiến khu chính ở Ba Lòng và một chiến khu khác là chiến khu Hòa Linh. Mỗi tiểu đoàn để hai đại đội ở hai tuyến cùng dân quân du kích giữ vững phong trào, liên tục đánh địch. Tiểu đoàn chuẩn bị nắm một đại đội tập trung, thường là đóng ở chiến khu để làm sở chỉ huy và căn cứ hậu cần của tiểu đoàn. Tiểu đoàn 13 có một đại đội làm nhiệm vụ độc lập ở Hướng Hóa, một đại đội ở Cam Lộ. Tiểu đoàn 14 có một đại đội độc lập ở Hải Lăng, lực lượng chính của tiểu đoàn ở chiến khu Chợ Cạn. Đại đội 2 tiểu đoàn 15 của ta hoạt động độc lập ở huyện Vĩnh Linh. Đến năm 1948, Bộ Tổng Tư lệnh chủ trương đại đội độc lập tiểu đoàn tập trung, thì trên thực tế ở Quảng Trị đã có một đại đội độc lập từ trước. Tôi xin quay lại với những ngày chiến tranh. Sau khi địch chiếm được huyện lỵ Cam Lộ, tiểu đoàn chúng tôi bắt đầu ra quân. Để thấy hết sự ấu trĩ ban đầu của quân đội ta, tôi xin kể lại một số trận đầu tiên tôi trực tiếp tham gia.
trận đánh quân địch từ Cam Lộ tiến về Đông Hà. Được tin địch từ Cam Lộ tiến về Đông Hà, đại đội tôi có nhiệm vụ tiến đánh cánh quân này. Chúng tôi vận động từ đường 9. Khi trông thấy địch, đại đội trưởng lệnh cho trung đội 1, trung đội của tôi, triển khai bên phải, trung đội 2 triển khai bên trái. Trung liên ở giữa chi viện cho cả hai trung đội 3 ở phía sau. Tôi cho toàn trung đội triển khai thành đội hình chiến đấu hàng ngang. Các tiểu đội lần lượt chi viện cho nhau tiến lên phía trước. Khi chúng tôi bắt đầu nổ súng, thấy địch rút lui, chúng tôi không đuổi theo. Thực chất, bọn địch mà chúng tôi gặp là bộ phận tiền vệ. Phát hiện chúng tôi, đội hình cơ bản của chúng triển khai lực lượng chính tiến công. Chúng cho xe bọc thép triển khai ở giữa, bộ binh triển khai hai bên tiến đánh. Chúng bắn rất mạnh, trung đội tôi có 3 đồng chí bị thương. May mà không ai hy sinh. Anh em tự động rút lui, ngoảnh lại, thấy bộ phận phía sau và đại đội trưởng cũng chạy lui cả. Tôi vội vàng cùng trung đội chạy ra đường 9. Địch không đuổi theo chúng tôi mà chỉ đi theo đường cái tiến về Đông Hà. Nên chúng tôi rút lui được an toàn về tập trung ở thị xã Đông Hà. Trận đánh ngăn chặn địch tại Gio Linh. Sau trận tiến công không thành, đại đội tôi có nhiệm vụ chặn đánh địch ở hai phòng tuyến. Phòng tuyến thứ nhất dựa vào điểm cao phía nam huyện Gio Linh. Phòng tuyến thứ hai dựa vào sông Bến Hải. Tại mỗi phòng tuyến, dân quân và nhân dân ta đào chiến hào và giao thông hào. Chúng tôi chỉ sửa lại các hố cá nhân và đào hầm ẩn nấp cho tổ 3 người. Thời kỳ này, ta chưa biết làm hầm chữ A. Hầm may lắm chống được đạn cối, không chống được đạn đại bác. Khi địch tiến công, thường 1-2 lần đầu chúng tôi đánh bại chúng. Sau đó, chúng dùng xe bọc thép, súng cối, đại bác bắn phá trận địa ta, làm ta thương vong. Một số hầm hào bị bắn sập. Chúng tôi lại chủ động bỏ phòng tuyến để lui về phòng tuyến sau. Sau khi địch vượt qua phòng tuyến cuối, cấp trên chỉ thị cho chúng tôi rút lên căn cứ ở mép rừng và trụ lại đó để tổ chức chiến đấu lâu dài tại vùng sau lưng địch. Trận phục kích đánh tàu địch trên sông Đông Hà. Trong thời gian chờ địch ở phòng tuyến Gio Linh, trung đội tôi được lệnh trực tiếp của trung đoàn lên phục kích đánh tàu địch. Tàu loại nhỏ chở một trung đội, hướng đi từ Cam Lộ về Đông Hà. Vũ khí chính là khẩu súng thần công sản xuất đầu đời Nguyễn mà hiện nay chúng ta vẫn thấy rải rác ở các thành như Hà Nội, Đà Nẵng. Để bắn, chúng tôi nạp thuốc nổ phía sau thân súng, phía trước nạp khoảng 40 đến 50 viên sắt lấy từ bù lon đường tàu hỏa. Khi phát hỏa, châm ngòi nổ qua cái lỗ trên thân súng, thuốc súng cháy sẽ đẩy các viên sắt ra xa khoảng 100 đến 150 mét. Chúng tôi cũng chỉ được giới thiệu cách sử dụng chứ không được bắn thử. Toàn trung đội khiêng khẩu súng đến đặt trên bờ đê, đoạn được chọn làm khu vực phục kích cách Đông Hà độ 4 km, súng để ở giữa, bộ binh bố trí hai bên. Chúng tôi không phải chờ lâu. Ngay sáng hôm sau, một đoàn tàu địch từ Cam Lộ về. Tàu cách nơi phục kích khoảng 100 mét. Tôi ra lệnh phát hỏa. Đạn bay vút ra, chỉ đi xa được 60 đến 70 mét, nên không trúng tàu địch. Chúng cho tàu áp vào bờ và lên để đánh vào đội hình chúng tôi. Chúng tôi bỏ súng rút chạy một mạch về phòng tuyến ở Gio Linh. Sau trận đánh, trung đoàn trưởng Hùng Việt lệnh cho chúng tôi phải lấy lại súng. Nếu không, trung đội trưởng mất đầu. Đêm hôm sau lên, chúng tôi thấy khẩu súng vẫn nằm ở ven đê. Thực tế, địch cũng không mất công khiêng loại súng này về làm gì. Chúng tôi lại tổ chức khiêng súng về trả cho cấp trên. Xin dừng lại để nói ít lời về đồng chí trung đoàn trưởng của chúng tôi. Tôi được giới thiệu đồng chí là quân giải phóng thời kỳ trước cách mạng ở chiến khu Việt Bắc. Không rõ đồng chí có là chiến sĩ của trung đội giải phóng quân đầu tiên hay không, được học tập quân sự ở đâu. Về trình độ quân sự, qua chỉ huy chiến đấu tôi nhận thấy đồng chí là người có nhiều hiểu biết và có kinh nghiệm nhất định. Đồng chí chính là tác giả của kế hoạch tác chiến thời kỳ đầu ở Quảng Trị
mà tôi đã nói ở trên. Đồng chí có tác phong rất sâu sát. Đồng chí đến nhiều đại đội, ở đâu cũng hướng dẫn cách đánh, cách sử dụng các loại bom mìn, vân vân. Tính tình đồng chí vui vẻ ôn hòa, thỉnh thoảng cũng nói bỏ tù người này, lấy đầu người kia. Thực tế ở trung đoàn 95, đồng chí chưa kỷ luật một người nào, kể cả hình thức nhẹ nhất là cảnh cáo. Rất tiếc, đồng chí hy sinh quá sớm, ngay khi chúng tôi còn đánh địch ở bờ sông Bến Hải, từ lúc địch chưa chiếm hết tỉnh Quảng Trị. Sau khi đồng chí Hùng Việt hy sinh, đồng chí Trần Sâm được chỉ định làm trung đoàn trưởng trung đoàn 95. Đại đội 2 chúng tôi sau khi mất phòng tuyến bên sông Bến Hải, rút lên lập căn cứ ở chiến khu Thủy Ba, thực tế cũng chỉ cách huyện lỵ Vĩnh Linh và đường số 1 3 km. Suốt năm 1947, chúng tôi chủ yếu đánh du kích như bắn tỉa, đặt bom mìn trên quốc lộ, quấy rối các căn cứ địch, diệt tề trừ gian. Chúng tôi có tổ chức đánh 2 trận, lúc đó cũng gọi là đánh lớn, một trận do đại đội tổ chức, trận thứ 2 do tiểu đoàn điều động vào Gio Linh để đánh trong đội hình tiểu đoàn. Trận phục kích và chống càn ở Nam Vĩnh Linh. Nắm được bọn địch đóng ở Cẩm Phố, một xã ở gần biển phía tận cùng huyện Vĩnh Linh, tiếp giáp với huyện Gio Linh, hàng tuần phái một trung đội đi từ phía nam sông Bến Hải lên căn cứ địch ở cầu Hiền Lương để nhận tiếp tế. Chúng tôi đưa toàn đại đội về phục kích chúng ở thôn Hùng Ban. Ban đêm, chúng tôi hành quân về phía trước Kim Đác ở trong làng, gần đường đi của địch. Nơi chúng tôi phục kích tuy ở trong vùng địch, nhưng nhiều thôn xã ta làm chủ, có thể đưa quân đi bí mật được. Sáng ra, địch vẫn hành quân như những lần trước. Toàn đại đội xuất kích, chặn đầu khóa đuôi, diệt gọn gần trung đội địch, gồm hơn 10 tên, chết tại trận. Bắt 6 tù binh và thu hơn 10 khẩu súng. Đúng ra đêm đó phải rút quân về chiến khu ngay, nhưng đồng chí đại đội trưởng chủ trương ở lại thêm 1 ngày, chặn đánh địch đi càn. Đồng chí cho rằng bọn địch ở Cẩm Phố chỉ còn 2 trung đội, bọn địch ở cầu Hiền Lương về nhiều lắm là 1 đại đội. Ta dựa vào lũy tre, làng mạc đánh thì chúng cũng không làm gì được ta. Đồng chí phân công trung đội tôi bố trí phía đông làng đánh bọn địch ở Cẩm Phố lên. Lực lượng chính của đại đội do đồng chí trực tiếp chỉ huy bố trí ở phía tây làng đánh địch từ cầu Hiền Lương về. Sáng hôm sau, một tiểu đoàn địch ở cầu Hiền Lương về, đại đội nổ súng. Trận đánh diễn ra từ sáng đến 2 giờ chiều thì địch chọc thủng trận địa của đại đội, lọt vào làng và tiến đến sau lưng trung đội tôi. Tôi cho trung đội nhanh chóng rút chạy sang làng bên cạnh. Trên đường rút chạy, tôi cùng một tiểu đội đang ở trong đoạn đường hẹp giữa làng thì gặp địch. 2 tên đi đầu đưa súng lên nhắm thẳng vào tôi, người chạy đầu. May mà tôi trông thấy địch. Ngay cạnh đó có một ngõ vào nhà, tôi tạt ngay vào ngõ đó bằng cửa sau nhà, nhảy qua bờ rào vượt sang nhà khác. Toàn tiểu đội phía sau cùng tạt ngang sang dãy nhà gần đó chạy thoát. Sau này, qua nhiều lần tiếp xúc với cái chết, tôi cho sống chết là có số cả. Lần đó, nếu tôi gặp địch trước ngõ vào nhà một ít hoặc phía sau một ít, thì chắc chắn tôi sẽ bị bắn chết vì 2 bên đường là lũy tre, không chạy thoát đi đâu được. Trong trận này, đại đội hy sinh gần 20 người, trong đó có cả đại đội trưởng Khởi và chính trị viên Thừa. Đồng chí Thừa tôi đã nói ở trên, còn đồng chí Khởi đến thay đồng chí Khai thời gian chúng tôi ở Vĩnh Linh. Sau lúc đồng chí Khởi hy sinh, tôi được chỉ định làm đại đội trưởng đại đội 2, chỉ huy đại đội tiến công quận lỵ. Trận đánh quận lỵ Gio Linh. Quận Gio Linh là nơi làm việc của chính quyền ngụy, đồng thời là một căn cứ quân sự lớn. Trong căn cứ có 1 đại đội Âu Phi và 1 đại đội quân ngụy đóng cạnh nhau, chỉ ngăn cách 1 bờ tường. Xung quanh căn cứ được bao bọc bởi bức tường xây. Bên ngoài có 1 hàng rào tre và 2 hàng rào dây thép gai. Cơ quan địch vận của ta
tổ chức được một đội trong quân Ngụy nổ súng giúp ta đánh đồn, sau đó sẽ lên chiến khu đi theo cách mạng. Theo kế hoạch tác chiến, ban đêm vào thời điểm tiểu đội này ra ngoài tuần tiễu, ta sẽ vào đánh chiếm ngay khu vực quân Ngụy, sau đó vượt qua bờ tường để đánh đại đội Âu Phi. Tiểu đội Ngụy quân theo ta sau khi đi tuần về, lên ám hiệu xong, lập tức tiến công diệt lính gác và chiếm ngay bốt địch. Đại đội 1 có nhiệm vụ đánh quân Ngụy, đại đội 2 vượt tường sang đánh đại đội Âu Phi. Diễn biến trận đấu bước đầu thuận lợi. Tiểu đội đi tuần về đã diệt ngay lính gác, chiếm trọn bốt gác. Toàn đại đội chúng tôi chia nhau đánh từng khu vực. Khi nghe tiếng súng nổ bên khu vực quân Ngụy, bọn Pháp cho là có binh biến nên chúng đặt các loại súng lên bờ tường bắn mạnh vào chúng tôi. Thấy đã mất yếu tố bất ngờ, đại đội tôi diệt một số địch rồi rút ra. Đại đội 1 thấy chúng tôi vọt ra nên cũng không theo vào, theo lệnh tiểu đoàn rút về sau. Trận này đại đội hy sinh 4 người, bị thương hơn chục người, diệt được bao nhiêu địch cũng không rõ. Và chúng tôi cũng không thu được khẩu súng nào ngoài tiểu đội quân Ngụy theo ta mang được vũ khí về. Đại đội trưởng đại đội độc lập. Đầu năm 1948, thực hiện chủ trương đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Đại đội tôi được điều vào chiến khu Hòa Linh để xuống đồng bằng Triệu Phong, làm nhiệm vụ đại đội độc lập, thay tiểu đoàn 14 rút về làm nhiệm vụ tiểu đoàn tập trung. Các ban chỉ huy tiểu đoàn 13 và 15 giải thể, chỉ còn 6 đại đội của hai tiểu đoàn. Đại đội tôi chưa xuống đồng bằng ngay, vì đại đội 1 bộ đội địa phương đang còn hoạt động dưới đó. Theo kế hoạch, sau khi nắm vững địa hình và tình hình, huấn luyện phương thức hoạt động, đại đội tôi sẽ về Triệu Phong thay đại đội 1 rút về làm lực lượng cơ động cho tỉnh đội. Trong lúc chuẩn bị xuống đồng bằng, đại đội tôi theo lệnh của phân khu Bình Trị Thiên ra Đông Hà. Từ cuối năm 1947, Bộ Tổng Tư lệnh thành lập Bộ Tư lệnh Phân khu Bình Trị Thiên trực thuộc Quân khu 4. Lúc này là đồng chí Trần Văn Quang, nguyên chính ủy quân khu, làm tư lệnh kiêm chính ủy phân khu. Đồng chí Hà Văn Lâu làm phó tư lệnh. Trận tiến công thị xã Đông Hà do đồng chí Hà Văn Lâu làm chỉ huy trưởng. Đồng chí Lê Nam Thắng, trung đoàn trưởng trung đoàn 95 làm chỉ huy phó. Đông Hà là căn cứ quân sự lớn với lực lượng một tiểu đoàn Âu Phi, một đại đội xe cơ giới, trong đó có 4 xe bọc thép AM được trang bị đại bác 37 ly. Mục đích trận đánh đề ra rất lớn nhưng kết quả rất hạn chế. Kế hoạch tác chiến được vạch ra như sau. Lực lượng tiến công gồm tiểu đoàn tập trung của trung đoàn 95 do đồng chí Ngô Đặc Hành làm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn 310 của phân khu ở Bắc vào chưa lâu do đồng chí Nguyễn Yên Phú làm tiểu đoàn trưởng. Đại đội 150 của chúng tôi sau khi vào Triệu Phong làm nhiệm vụ đại đội độc lập, đại đội 2 của chúng tôi đổi tên là đại đội 150. Một trung đội commando là những lính Lê Dương của quân đội Pháp bỏ ngũ của chúng theo ta, đa phần là người Đức. Số người Đức này không những không phục chỉ huy người Pháp mà còn xem thường trình độ tác chiến của Pháp. Họ thường nói, trung đội commando này nếu giáp chiến thực sự sẽ đánh bại một đại đội Pháp. Tiểu đoàn 14 của trung đoàn 95 cùng trung đội commando tiến công từ đường 9 vào, có nhiệm vụ nhanh chóng đánh chiếm khu vực phía Bắc, đặc biệt phải chiếm được đại đội xe bọc thép, nhất là chiếm 4 chiếc xe AM. Sau khi chiếm được xe, dùng xe bọc thép chi viện cho đại đội 150 và tiểu đoàn 310 chiếm khu vực phía nam thị xã. Đại đội 150 tiến công từ phía tây và tiểu đoàn 310 tiến công từ phía nam, đánh chiếm khu vực phía nam thị xã. Sau khi làm chủ thị xã Đông Hà, tiểu đoàn 14 và 2 xe AM cùng một số xe bọc thép khác sẽ tiến công dọc đường 1 ra đến sông Nhật Lệ và dựa vào sông Nhật Lệ chặn đánh bọn địch ở Đồng Hới vào. Tiểu đoàn 310 đánh dọc đường 9 lên đến Lao Bảo, biên giới Lào Việt và triển khai ở đây ngăn chặn quân địch từ Lào đánh sang.
Đại đội 150 cùng một số xe bọc thép theo đường 1 và bắc thị xã Quảng Trị. Triển khai ở Đông Thạch Hãn, chặn địch từ thị xã Quảng Trị đánh ra. Theo kế hoạch này, nếu thành công thì ta đã giải phóng được 2/3 tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình. Diễn biến chiến đấu thuận lợi, trung đội Commando công khai đi theo hướng cổng chính ở đường 9. Đến bót gác trong ngoài, nói chuyện bằng tiếng Pháp, trung đội Commando nhanh chóng hất ngay barrier ở cổng, bắn chết lính gác và vào căn cứ. Sau 3-40 phút chiến đấu, ta đã làm chủ khu vực Bắc thị xã. Kiểm soát trận địa, ta được biết chỉ có một nửa đại đội xe bọc thép còn ở Đông Hà. Số còn lại đã được điều đi Cam Lộ từ mấy hôm trước, trong đó có hai xe AM. Quan niệm phải có xe bọc thép, nhất là xe AM được trang bị đại bác mới đủ sức chiến đấu. Người chỉ huy ra lệnh dùng trung đội Commando tiểu đoàn 14 không tiến công khu vực phía Nam mà quay lên tiến công địch ở Cam Lộ. Có lẽ địch biết đoàn xe của ta theo đường 9 đi lên Cam Lộ, nên chúng đã ra lệnh cho bọn địch ở Cam Lộ đưa xe bọc thép ra chặn đoàn quân ta. Sau một lúc giao chiến, một số xe bọc thép bị bắn hỏng, một số thương vong. Người chỉ huy lệnh cho cánh quân này bỏ xe lại và rút về khu vực xuất phát, nơi cách đường 9 chừng 4-5 cây số, cách thị xã Đông Hà 7-8 km. Đại đội tôi cùng tiểu đoàn 310 không được lệnh gì của cấp trên. Gần sáng, địch từ Quảng Trị ra chi viện, đánh vào sau lưng tiểu đoàn 310, chúng tôi cũng buộc phải rút lui về khu vực xuất phát. Đến đây, chúng tôi mới nắm được diễn biến trận đánh. Kết quả thật quá khiêm tốn, chỉ đánh được một đại đội Âu Phi và một số xe bọc thép. Ngày nay nghĩ lại, nếu ta dùng xe bọc thép cùng bộ binh tiến công khu Nam thì có thể làm chủ được thị xã Đông Hà trong đêm. Sau trận đánh trên, đại đội chúng tôi trở lại Triệu Phong. Tại Triệu Phong, khi quân địch đến, tiểu đoàn 14 đã rút khỏi chiến khu Chợ Cạn. Tại đây, chỉ còn đại đội 1 của tỉnh đội Quảng Trị. Nên chúng tập trung lực lượng, quyết tiêu diệt đại đội 1 và đóng một cứ điểm ở Chợ Cạn để phá tan chiến khu đồng bằng của ta. Đại đội bị thương vong nặng nên phải rút lên chiến khu. Đại đội 150 nhận lệnh xuống đồng bằng hoạt động thay thế đại đội 1. Đầu năm 1948, đồng chí Lê Nam Thắng vào thay đồng chí Trần Sâm làm trung đoàn trưởng trung đoàn 95. Đồng chí Lê Nam Thắng đã nghiên cứu kỹ chỉ thị về đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung của Bộ Tổng Tư lệnh, nên có nhiều hướng dẫn cụ thể về phương pháp hoạt động cho chúng tôi. Phương thức hoạt động chủ yếu phải kết hợp với dân quân du kích, với chính quyền địa phương, dựa vào nhân dân xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng quân sự tại chỗ. Trước hết, phải làm sao để lực lượng của ta bám sát địa bàn, không bị địch đánh bật ra. Chúng tôi phân tán mỗi tiểu đội hoạt động ở mỗi xã, cùng dân quân đánh theo kiểu du kích. Khi có điều kiện tập trung tổ chức đánh một trận, sau đó lại phân tán ngay. Hằng ngày các tiểu đội bám sát đồn địch, nếu chúng ra lẻ tẻ thì tìm cách diệt, nên chúng phải co lại trong đồn. Thỉnh thoảng, chúng điều quân từ thị xã mở một cuộc càn lớn thì lại không thấy bóng dáng bộ đội ta ở đâu. Ta cử một tổ 3 người đào một hầm bí mật. Hầm của tổ nào, tổ đó biết. Không những tổ khác không biết, mà ngay trung đội trưởng, đại đội trưởng cũng không biết. Tôi cùng một đồng chí liên lạc, một đồng chí của ta thành một tổ cùng đào một hầm bí mật. Hầm của chúng tôi đào ngay trong nhà dân, dưới một cái cha đựng thóc gạo. Khi chúng tôi xuống hầm rồi, bà chủ nhà dùng bao thóc để che chắn cửa hầm. Để đề phòng địch tìm ra hầm bí mật, chúng tôi đào một đường hầm dài khoảng 50-70 mét ra sát bờ sông. Nếu địch phát hiện đào hầm bí mật, chúng tôi sẽ theo đường hầm ra bờ sông, lặn sang bên kia sông để thoát. Tôi đặc biệt khâm phục tinh thần của nhân dân địa phương. Mặc dù địch đốt nhà, tra tấn dã man và cả bắn giết, suốt gần một năm ở trong lòng địch,
không hề xảy ra một trường hợp nào địch tìm ra hầm bí mật của bộ đội cũng như của dân quân và cán bộ địa phương. Trường hợp địch tập trung lực lượng lớn càn quét, chỉ có dân đối đầu với địch, họ trực tiếp đấu tranh chống đốt nhà cướp của, bắn giết bừa bãi. Hỏi bộ đội ở đâu, họ đều khai ban đêm bộ đội về, có khi cả ban ngày, nhưng khi các ông hành quân, họ rút đi nơi khác hết. Chúng tôi không rõ họ đi đâu. Trừ mấy thôn công giáo có dân vệ lập đồn bốt để chống ta, còn tất cả các thôn, hội tề đều là người của ta. Họ cũng khai bộ đội có súng họ không làm gì được. Các ông về, họ đều chạy đi nơi khác cả. Hình như trong quân đội của các ông có người của họ, nên lần nào các ông hành quân lớn, họ đều biết trước. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi qua các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.